Tư con là người đồng tính. Theo luật Đức Thế Tôn không cho phép những người đồng tính như con xuất gia. Con sẽ không chống đối lại lời của ngài. Nhưng thưa sư, nếu người đồng tính không xuất gia, vậy họ có được phép làm một người cư sĩ tại gia hay không? Và Đức Thế Tôn có pháp tu nào mà ngay cả người đồng tính cũng có thể tu tập hay không? Cái người đồng tính LGBT thì có rất là nhiều kiểu, có rất là nhiều kiểu. Cho nên là sư nói chung ha, cái nó có những pháp. Đầu tiên á là quý vị, đương nhiên quý vị vẫn cứ là người tại gia cư sĩ nha, chứ không phải là mình đồng tính mình không phải là người tại gia cư sĩ mình không được quy y thì không đúng. Quý vị vẫn được quy y và vẫn thọ giới được bình thường. Và cái việc đầu tiên mà chúng ta có thể làm đó là gì? Giữ giới, giữ năm giới. Còn nếu như mà quý vị có cái lòng á là để đời sau sanh ra mình có được một cái giới tính nó rõ ràng và thuận tiện cho cái việc xuất gia thì nên giữ tám giới. Quý vị giữ tám giới đó, và quý vị có cái lời nguyện đó, là mong cho đời sau mình có một cái giới tính nó rõ ràng đó, thì nếu như nó không bị ảnh hưởng bởi cái nghiệp mà nó quá nặng thì mình vẫn có cơ hội. Thành ra cái lời khuyên đầu tiên của sư đó là phải giữ giới, năm giới, tốt nhất là giữ tám giới. Cái thứ hai á, là quý vị vẫn có thể bố thí được bình thường, bố thí cúng dường. Và cái việc giữ giới thì cái việc này á, nó không có phân biệt giới tính. Mình là màu xanh, mình là màu đỏ hay mình là một cái màu cầu vồng thì mình vẫn bố thí cúng dường được. Và sư thì sư không có khuyên quý vị một cái đề mục thiền, bởi vì cái đề mục thiền á, nó kẹt ở một chỗ như thế này. Ví dụ như là đề mục những cái đề mục mà giúp cho mình giảm tham dục, như là đề mục quán, trừ cái quán bất quán 32 thể trược thì mình có thể thực hiện được. Nhưng mà hoặc là như là các cái phương pháp casino, quý vị vẫn có thể làm được, nhưng mà nó không đưa đến chứng đắc. Bởi vì mình là người lạc vô nhân, mình là người vô nhân, cho nên là mình không có chứng đắc được thiền. Thì nó giống như là mình hành thiền mà mình đã nắm chắc cái chuyện mình không chứng đắc được thì nó cũng kỳ. Rồi có một số cái phương pháp như là đề mục từ tâm. Thì đề mục từ tâm á, nó lại kẹt một chỗ, đó là mình đối với một cái người giới tính rõ ràng á, thì họ không được rải tâm từ đối với cái người á, mà họ với cái giới tính mà họ yêu thích. Ví dụ như mình thích người nam thì mình không được rải tâm từ đối với người nam, mình thích người nữ thì mình không được rải tâm từ đối với người nữ. Nhưng mà đối với cái giới LGBT thì có những trường hợp là nam nữ họ thích hết, coi như là họ không có cái giới hạn. Thì cho nên là sư không có khuyên được tu tập tâm từ, thì sư cũng không có khuyên đấy. Tuy nhiên quý vị có thể học pháp, có thể theo cái pháp học để mà trau dồi và thay đổi cái chánh kiến của mình, để thì như vậy vẫn được như thường. Cho nên thì nếu như mà quý vị muốn hành thiền ấy, có thể quán 32 thể trược, ví dụ như là tóc, lông, móng, răng, da, có thể thực hành quán 32 thể trược.
thì suy nghĩ nó sẽ giúp ích được cho quý vị. Còn rải tâm từ thì thôi khỏi ha, mình tránh tránh rải tâm từ. Đấy, thì đó là những phương pháp mà những người thuộc cái giới LGBT thì có thể thực hiện được, và nó sẽ giúp ích được cho quý vị và nhớ giùm. Trong vòng luân hồi á, bất kỳ chúng sanh nào cũng từng trải qua những cái kiếp mà mình thuộc cái giới LGBT này hết. Thành ra là mình, thứ nhất là mình tránh cái trường hợp là mình kỳ thị. Bởi vì mình trong một cái kiếp nào đó mình phạm ác nghiệp thì mình vẫn rơi vào cái giới này thôi. Nhưng mà cái quan trọng là gì? Sư muốn nói là còn luân hồi đó thì mình tránh sao được những cái nghiệp bất thiện mà mình làm, tránh rất là khó tránh. Cho nên tu được cái phước nào đó thì nguyện nó là cái nhân, là cái duyên để giúp cho mình giác ngộ giải thoát. Khổ lắm rồi, nam cũng khổ, nữ cũng khổ, LGBT cũng khổ. Cho nên tạo được phước, ráng hướng đến sự giải thoát giác ngộ, chứ còn chưa có tỉnh thì nó khổ cho mình thôi. Và sẵn sư nói cái địa chỉ này á thì làm sao mà sư gửi? A cộng 4 Gmail là cái gì? Mà như vậy sư nói là chúng ta nên cung cấp một cái địa chỉ email nó chính xác nha. Tại vì ví dụ như có những câu hỏi mà nó bị trùng á, nó đã có rồi thì sư gửi thẳng luôn cho quý vị, gửi thẳng qua cái địa chỉ email này. Câu hỏi nó bị trùng, sư gửi thẳng luôn là sư đã trả lời câu hỏi đó rồi, và quý vị có thể mở cái đường liên kết để quý vị xem lại câu hỏi mà không cần phải chờ nha, không cần phải chờ. Mà như vậy thì cần phải cung cấp một cái địa chỉ email nó rõ. Còn nếu không á, là phải theo dõi ha, phải theo dõi trực tiếp. Chứ còn mà bây ngày hôm nay mình hỏi, hôm sau mình lại hỏi nữa, rồi hôm tới mình lại hỏi nữa, rồi hôm tới nữa lại tiếp tục hỏi cùng một câu hỏi thì nó kẹt lắm nha.